nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh YouTube Nhật ký của Nhã. Thì ngày hôm qua là ngày 19 tháng 10, là ngày sinh nhật 19 tuổi của mình. Thì năm nay sinh nhật 19 tuổi của mình thì ngoài gia đình, ba mẹ, anh chị em ra thì năm nay mình còn có hai đứa bạn ở trong nhạc viện cùng đón sinh nhật với mình. Thì hai đứa bạn này là đã chơi với mình từ hồi năm nhất, là chắc đây cũng hơn được một năm rồi. Thì hai đứa bạn có qua nhà mình chơi và ở lại ngủ qua một đêm để cùng đón sinh nhật với mình. Thì trong cái đêm đó thì bọn mình có ăn uống nè, tâm sự rồi đàn hát. Thì tụi mình có làm một cái bản cover rất là ngẫu hứng. Tính là hát chơi thôi, nhưng mà tại vì mình xem lại mình thấy cũng khá là dễ thương, cho nên là mình muốn chia sẻ cho cả nhà xem một cái kỷ niệm của ba đứa mình. Đây là lần đầu tiên mà ba đứa mình được ngủ chung với nhau, được nói chuyện nhiều như vậy. Bây giờ thì mong cả nhà hãy thưởng thức một bản cover ngẫu hứng của ba đứa mình nha. Tuy là cái bản cover này có thể là sẽ có có nhiều chỗ không được hay, nhưng mà đó hoàn toàn là kỷ niệm của ba đứa mình, và ba đứa mình rất là trân trọng những kỷ niệm đó. Việt Nam đầu tiên, thì mình sẽ gửi lời chúc của mình đến với mẹ mình, là chúc mẹ mình luôn xinh đẹp và hạnh phúc, và để chờ con đi, con sẽ bật đi kiếm tiền trên YouTube và kiếm được nhiều tiền cho mẹ. Chúc thứ hai là dành cho chị mình nè. Chị mình là giờ cũng lấy chồng rồi, là cũng thành phụ nữ rồi, cho nên là mình sẽ chúc chị mình luôn luôn xinh đẹp và kiếm thiệt là nhiều tiền và thành công trong cuộc sống nha. Và cũng như là các chị em phụ nữ đã ủng hộ cho kênh Nhật ký của Nhã có một ngày 20 tháng 10, một ngày phụ nữ Việt Nam thiệt là hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những vlog tiếp theo. Bye bye!